Xin kính chào mọi người đã trở lại video trên kênh Mẹ Cá Tiên Thách. Hiện tại thì mẹ Tiên Thách đang có mặt tại một con năm Vũ Linh. Buổi sáng nay thì thấy cúng một bàn mắm. Đây là bún bún mắm mấy mọi người. Đó. Bây giờ chắc vào video thì cũng xin chúc mọi người một ngày mới nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Bây giờ chắc là thì em sẽ thắp hương mọi người ơi. Mong là cậu năm phù hộ. Có ly cà phê rất là to luôn, khổng lồ luôn. Trời ơi, quá to quá khủng luôn. Sáng lại lao bằng thời cậu á, còn với lại lao lao hình cậu. Hậu khỏe bình an. Thì sáng nào mà em vào Hòa Viên á, nếu em có cái thời gian thì vào đây thắp hương cậu xong á, thì lao mộ cậu mọi người. Cậu rất linh thiêng, cậu rất là phù hộ em. Cái thời gian mà lần đầu tiên đến đây mà quay á thì chưa có biết gì gọi là YouTube hết. Đến đây được gặp mọi người cũng như là anh em đồng nghiệp chia sẻ rồi mình mới biết làm YouTube. Đây là một cái sự thật sự mà nói là không nghĩ đến, cho nên là rất là tôn trọng cậu năm Vũ Linh. Trong suốt một năm qua thì không phải là ngày nào em cũng có mặt ở đây, không phải ngày nào cũng có mặt ở đây hết mọi người, cho nên là những gì em chia sẻ là những cái gì mà thật của em. Thì khi mà em có được ngày hôm nay, em biết làm này nọ đồ, thì em cũng hay chia sẻ với những anh em ở xi sao em là em vào mộ cậu năm đó, để mà ghi hình cũng như là được gặp gỡ mọi người để mà biết làm YouTube đó, được người người yêu mến. Thật sự mà nói thì trong suốt khoảng thời gian mà em cập nhật tại mộ cậu năm cũng rất là nhiều cái thử thách cũng như là những cái kinh nghiệm.
Mọi người thấy cái hàng chữ mà những cái giải thưởng của cậu Năm á, cũng rất là nhiều người chưa biết. Thì hôm nay em quay cận cảnh lại cho mọi người xem ha. Đây, những ông bà cô chú anh chị các bạn chưa biết. Rồi, chắc có lẽ em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.